Thế lúc nào cũng đau như vậy. Đi khám mẹ bảo sao? Viêm viêm gan chân. Không biết nổi cả. Dạ. Rồi ạ. À, vậy là còn ai đó? Dạ. Cũng đau ai rồi hả? Vâng. Đau lưng. Đau lưng. Chị thì sao? Khớp gối. Khớp gối thì lát nữa dạ. Làm chung khớp gối. Chị sao ạ? Cửa mắt mà cái dây thần kinh số 7 thì bị sao? Đó, tôi nhận thấy đó. Rồi bây giờ chị sao ạ? Hoặc là chế độ rung. Và trong cái quá trình làm việc, chúng ta không làm việc lâu đâu, thì chúng ta không nghe điện thoại được không ạ? Bản thân tôi cũng sẽ tắt cái điện thoại. Với nhau đều là người không biết cả. Mình làm qua làm lại à, bên này là người bệnh và bên này cũng là người bệnh. Mọi người dung ạ. Và người dãy bên trái làm cho bên phải, sau đó ngược lại, bên phải dãy bên phải sẽ làm cho phía bên trái. Ok chưa mọi người? Rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu. Năm người chưa có năm người thôi. Nhưng mà nếu mà quên đặt có cần đỡ không? Dạ. Dạ. Được cả hai chị đằng kia đứng lên ngồi xuống luôn xem sao. Hai chị, ba chị cuối cùng đứng lên ngồi xuống xem sao. Không cần đỡ, không cần đỡ. Phải đỡ lên. Ôi dạ. Cái này là ghế mình ngồi được. Đau quá à chị? Cô bộ ốc, cô chức gia cô. Bị người đẹp nên phải cần cái quay. Rồi. Cô ngồi à. Cô ngồi à. Ngồi xuống đi cô. Rồi, còn dãy bên này là chúng ta bị khớp gối á, bị vỡ máu, trà đi qua trà. Rồi đó, bây giờ trà đầu gối, chúng ta kiểm tra xuống. Rồi, rồi mình tự làm nha. Đúng rồi. Theo chiều nào không, cứ như chỉ việc áp cái đá lạnh vào đầu gối thôi. Điểm được điểm đau rồi thì mình áp vào điểm đau ở bên này. Đúng rồi. Mình áp vào điểm đau nhiều hơn và mình vẫn phải trà Khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA, Viện Nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập trì liên tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983792206, 0918133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.